Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều tuần 33, bài viết số 2, viết về một người lao động ở trường. Thì chúng mình biết là trong trường thì có rất là nhiều người cùng làm việc và lao động, đúng không? Thì trước trước tiên để viết được về một người lao động ở trường, chúng mình sẽ đến với một hoạt động, đó là hoạt động 1, nói về một người lao động ở trường em. Trước khi viết một người lao động ở trong trường thì chúng ta hãy nói về một người lao động ở trong trường em qua các gợi ý sau. Gợi ý thứ nhất đó là em nói về ai? Và gợi ý thứ hai, cô bác đó làm việc gì trong trường? Cô bác đó giúp em và các bạn em những gì? Và em muốn nói gì hoặc làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cô bác đó? Vậy thì chúng mình hãy thử suy nghĩ và nói về một người lao động ở trường em. Thì qua các gợi ý này, chúng ta sẽ dễ dàng nói về một người lao động ở trong trường, đúng em? Đúng không? Vậy thì bây giờ thầy sẽ đưa chúng ta đến với những gợi ý nhé. Đầu tiên chúng ta thấy là nói, đúng không? Là tức về chúng mình sẽ nói về một một người lao động ở trường, đúng không? Đó là một người lao động, chúng mình có thể thấy là như thế, mà bác bảo vệ này, đúng không? Cô lao công này, đúng không? Cô thư viện này, vân vân. Có thể nói về các thầy cô giáo cũng được. Và chúng ta sẽ có các gợi ý đầu tiên, đó là gì? Chúng mình hãy cùng trả lời câu hỏi đầu tiên cho thầy nhé. Đó là em nói về ai? Thì ở đây chúng ta sẽ nói về một người lao động ở trong trường, đúng không? Chúng mình sẽ nói một người lao động ở trong trường, tức là những người làm việc ở trong trường. Có thể như chúng ta có thể nói là bác bảo vệ, hoặc là gì? Cô lao công. Ngoài ra chúng ta có thể nói về các thầy cô giáo cũng được, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nói, tức là đầu tiên chúng ta phải nói đó là em nói về ai, tức là chúng ta phải kể được người đó tên là gì, đúng không? Thì đó, chúng ta có thể kể về một cô, đúng không? Một bác, một chú, đúng không? Và tên người đó. Thì ở đây chúng ta thấy là em nói về ai, chúng mình có thể nói về một người nào đó, ví dụ như cô Hà, đúng không? Và cô bác đó làm việc gì trong trường, thì chúng mình sẽ kể ra công việc của cô bác chú đó ở trong trường, đúng không? Ví dụ như ở đây chúng mình có thể thấy là cô Hà, thì chúng ta có thể kể đó là cô là nhân viên thư viện, đúng không? Hoặc là chúng mình có thể nói về người khác, ví dụ như nếu như chúng ta nói về bác bảo vệ thì chúng ta phải biết tên bác bảo vệ đó là gì, ví dụ như bác Ba, bác Tám, đúng không? Cô bác đó làm việc gì trong trường thì chúng ta có thể nói bác làm nhân viên bảo vệ, đúng không? Hoặc là cô là nhân viên lao công chẳng hạn, vân vân. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với gợi ý thứ ba, đó là cô bác đó giúp em và các bạn em những gì? Thì ở đây chúng mình thấy là thường chúng mình ở trong trường, chúng mình sẽ thường gặp cô bác và các bác, các cô cùng lao động ở trong trường, đúng không? Vậy thì nếu như trường hợp của chúng mình thì chúng mình thấy nếu như là cô Hà nhân viên thư viện thì chúng ta thấy là cô thư viện thường giúp các em những công việc như thế nào? Khi chúng ta mượn sách này, đúng không? Hoặc là khi chúng ta đọc sách này, đúng không? Hoặc là khi chúng ta cần một cái tài liệu nào đó, đúng không? Vậy thì cô bác đó giúp em và các bạn em những gì, thì chúng mình có thể nói rõ ra công việc của người đó, đúng không? Ví dụ như đây chúng ta thấy là cô ân cần tìm sách cho các bạn học sinh và em khi đến thư viện đọc sách, vân vân, đúng không? Còn ví dụ như chúng ta nói về cô lao công thì chúng ta thấy là cô hàng ngày dậy sớm này, đúng không? Quét dọn sân trường cho chúng em được sạch sạch đẹp này. Hoặc là nếu như chúng ta có nói về bác bảo vệ thì chúng ta thấy là bác thường đến sớm mở cổng, đúng không? Cho chúng em đi vào trường chẳng hạn. Như vậy là chúng ta sẽ kể nói ra công việc của người đó, đúng không?
Và gợi ý cuối cùng sẽ là em muốn nói gì hoặc làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cô bác đó. Thì ở đây chúng mình sẽ nói lên những cái suy nghĩ của chúng mình và chúng mình muốn nói điều gì để thể hiện lòng biết ơn đối với người người đó. Thì chúng ta có thể nói lên hoặc là làm những công việc gì đó, chúng ta có thể nói những lời cảm ơn, đúng không, đối với cô thư viện, cô lao công, bác bảo vệ. Hoặc thể hiện lòng biết ơn, chúng ta có thể là thỉnh thoảng cũng có thể giúp những người đó hoặc là mua cho những người đó cốc nước, đó là tùy vào cái thể hiện lòng biết ơn của chúng mình, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là ví dụ như đang nói về cô Hà, chúng mình thấy là em rất thích cô Hà, nhờ cô mà em đã được đọc nhiều quyển sách hay và bổ ích, đúng không? Đó là chúng ta sẽ nói lên những lời của mình. Thì ở đây chúng mình thấy là nói về một người lao động ở trường qua các gợi ý, và thầy cũng đã phân tích rõ ràng những cái gợi ý ra. Thì dựa vào đây chúng mình có thể nói về một người lao động ở trong trường được không? Từ những gợi ý như em nói về ai, cô bác đó làm việc gì trong trường, cô bác đó giúp em và các bạn những gì, em muốn nói gì hoặc làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cô bác đó, đúng không? Vậy là chúng ta cũng đã phân tích những gợi ý. Vậy bây giờ chúng mình thử dừng video và nói về một người lao động ở trong trường nhé. Vậy thì dựa vào những gợi ý ở đền đây, đúng không, chúng ta dễ dàng nói được. Và thầy sẽ đưa ra một số lời nói mẫu cho chúng ta tham khảo. Ngoài những lời nói này, chúng mình có thể nghiên cứu và nói về những người lao động trong trường khác nữa nhé. Ví dụ ở đây chúng mình thấy là chúng mình đang có quan sát đây là trong thư viện, đúng không? Vì chúng ta đang nói về cô Hà mà, đúng không? Và chúng ta có thể nói như sau: mình rất thích cô Hà. Cô là nhân viên thư viện, người cô nhỏ nhắn, tóc cô đen mượt. Cô luôn ân cần tìm sách cho các bạn học sinh đến đọc sách ở thư viện. Đó là nói về một người lao động ở trường. Thì ngoài cô thư viện, chúng mình có thể nói về bác bảo vệ, đúng không? Mình rất thích bác bảo vệ, đúng không? Bác có con người là nhỏ nhắn chẳng hạn, đúng không? Tóc bác thì hơi bạc và bác luôn ân cần mở cổng cho chúng em mỗi khi chúng em đến trường, đúng không? Vân vân. Hoặc là chúng mình có thể nói về cô lao công, thì chúng ta thấy em rất thích cô lao công, cô là nhân viên của nhà trường, đúng không? Cô thường thức dậy rất sớm để quét trường sạch sẽ đẹp. Ở đây chúng mình có thể nói về bất kỳ một người là đó lao động ở trong trường, mình cũng có thể nói được với cô giáo chủ nhiệm cũng được, đúng không? Và bây giờ chúng mình sẽ đến với hoạt động thứ hai, đó là dựa vào những điều em vừa nói, hãy viết 4 đến 5 câu hoặc 4 5 dòng thơ về một người lao động ở trường em. Thì qua hoạt động vừa rồi chúng mình đã nói được những người lao động ở trong trường. Bây giờ chúng mình hãy viết 4 5 câu nói về những người lao động ở trong trường. Thì bây giờ chúng ta thử dừng video và viết 4 đến 5 câu dựa vào những lời mà từ gợi ý ở hoạt động đầu tiên, đó là nói về một người lao động ở trong trường. Chúng ta hãy dựa vào những gợi ý mà ở hoạt động 1 để viết 4 đến 5 câu về một người lao động ở trong trường hoặc 4 đến 5 dòng thơ nhé. Thì khi viết đoạn văn, chúng mình chú ý chữ đầu dòng chúng ta phải viết lùi vào một ô viết hoa. Khi viết đoạn văn, chúng mình cũng chú ý là phải có dấu câu, đúng không? Có dấu chấm, dấu phẩy, ngắt câu. Và ở đây, thầy sẽ đưa lên một số bài văn mẫu cho chúng ta tham khảo. Bài văn đầu tiên đó là nói về bác Tám bảo vệ. Ví dụ, viết 4 5 câu nói về một bác bảo vệ ở trong trường đó như sau: đây là tớ vệ bác Tám bảo vệ. Mỗi khi tớ chào bác luôn tươi cười chào lại. Bác rất yêu cây cối, khi rội bác thường chăm sóc cho hàng cây xanh tươi trong trường. Khi ra về tớ thường vui vẻ nói với bác Tám ơi, cháu về đây ạ. À, đây là bạn ấy viết về bác bảo vệ ở trong trường, đúng không? Ngoài bác bảo vệ thì chúng mình thấy có những người lao động ở trong trường nữa, đó là như thế cô lao công, đúng không? Ngoài ra chúng ta có thể viết thêm bài văn mẫu số 2, thầy sẽ cho chúng ta tham khảo. Đó là cô Hoa là lao công ở trường em. À, đang nói về cô Hoa lao công ở trường nhé. Mỗi ngày cô đến trường từ rất sớm, công việc của cô là quét dọn trường học. Em rất biết ơn và kính trọng cô Hoa.
bởi vì cô đã giúp trường học luôn sạch sẽ. Đây là một bài viết nói về một người lao động ở trong trường, cụ thể là cô Hoa, đúng không? Thì chúng ta thấy là hai bài văn đều nói về những người lao động ở trong trường, đúng không? Tiếp theo chúng mình cũng có thể nói về thầy cô giáo chủ nhiệm, đó cũng là một số người lao động ở trong trường mà, đúng không? Vì vậy chúng ta có thể viết một bài văn nói về một người lao động trong trường, ví dụ như thầy giáo chủ nhiệm em chẳng hạn. Ví dụ như bài văn sau đây: thầy giáo của em tên là Tùng, năm nay thầy 40 tuổi. Thầy là một giáo viên rất tâm huyết, thầy đã dạy chúng em đọc sách, viết chữ. Không chỉ vậy, thầy còn rất yêu thương học sinh, em rất yêu mến thầy. Thì ở đây ngoài những người lao động ở trong trường thì chúng mình có thể kể về những thầy cô giáo, đó là một cũng là những người lao động ở trong trường nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài viết số 2 ở tuần 33. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Và bây giờ chúng mình có thể dừng video và viết thêm những bài văn khác dựa vào những bài văn thầy đã hướng dẫn nhé. Xin chân thành cảm ơn các em rất là nhiều.